Em xin tự giới thiệu, em tên là Hà Tú Anh, đến từ lớp y học cổ truyền K45. Hôm nay em xin được phép trình bày về giai đoạn đỉnh ngâm rượu. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về giai đoạn đỉnh. Giai đoạn đỉnh có tên khoa học là Caryota Methyl, nên gọi khác là đùng đỉnh mốc, phân bố tại Việt Nam, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia. Vùng khí hậu ưa thích là nhiệt đới, cận nhiệt đới gió mùa, chiều cao từ 2 đến 20,5 mét. Về mô tả đặc điểm, thân cây đủng đỉnh là thân đơn độc, thường mọc thành các bụi nhỏ, cao từ 2 đến 10 mét, thân cây thẳng, hình trụ, có nhiều vòng sẹo và sợi do bẻ lá để lại làm thành. Về lá, lá cây đủng đỉnh là lá chép lông chim, có nhiều lá chép mọc so le nhau. Về hoa, hoa màu kem nhỏ mọc thành các mô dày đặc, bông mô dày khoảng 30 đến 40 cm, thường ra hoa vào mùa hè. Về quả, quả đụng đỉnh tròn khi chín có màu đỏ đậm, có quả vào tầm tháng 11 đến tháng 12. Về công dụng của cây đụng đỉnh là làm thuốc, sử dụng để lấp ngoài da một lớp rút lại vết thương, giúp lành nhanh chóng, chữa đau nhức xương khớp, dạ dày, điều trị ghẻ lở, mụn nhọt, chỉ các bệnh liên quan tới răng miệng, đặc biệt là nhức răng, giúp kích thích mọc tóc, ngăn ngừa gầu và rụng tóc, làm cảnh hoặc là làm món ăn. Về cách ngâm rượu đủng đỉnh, ta dùng quả đủng đỉnh tươi nửa xanh nửa chín, sau đó rửa sạch, ngâm muối, bóp nát vừa phải, rồi ngâm rượu đến 2 tháng là sử dụng được, ta dùng để uống hoặc xoa bóp ngoài da. Vì sao quả đung đỉnh lại hiệu quả trong điều trị đau xương khớp? Là do quả đung đỉnh chứa một hoạt chất có tác dụng kháng viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp, đó là carotene. Carotene có tác dụng kích thích tế bào sụn khớp sản sinh mạnh mẽ và tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Em xin cảm ơn.